dễ sợ. Quá trời đông, trời ơi, em bé nhỏ gì cũng đi đảo nữa. Bé tẹo thì tẹo à. Mà là tàu mà này là cano mà đúng không anh đi tàu nãy bạn ấy nói upgrade lên cano thì giờ sớm hơn rồi vài 80 ngàn. À, chắc đi chỗ này luôn nè. Cứ theo bạn đó là được rồi. Kiếm cái bạn đó là được. Ok, ở đâu em? Ngồi sau, ngồi sau, ngồi sau. Bên xe sống không? À, xe sống thì ngồi trước hả? Sống ngồi sau. À, ngồi sống ngồi sau. Dạ. Mang áo phao vô nha Hinh đi. Wow. Anh này ngồi đi. Trời ơi, to quá nè. Cái áo này to quá. Đó. Lấy cái bé cho chợ. Rồi em hỏi là hai thành viên ở khách sạn F cho ạ. Hai này đâu vô? Đâu? Hai người đúng không? Vâng. Ở số phòng là 1204. Anh cha đây, anh ơi, anh ơi. Cho anh một cái áo phao nữa em trai. Anh cho một cái áo phao nữa. Rồi, cảm ơn em.
Yến xà là một trong bát chân nổi tiếng, là một thực phẩm vô cùng quý giá và tốt cho sức khỏe ạ. Đây chính là đảo Hòn Tre, và trên Hòn Tre này đó chính là một hang yến ạ. Thì con chim yến đặc tính của nó là, mặc dù nó sinh ra ở biển nhưng nó không có làm, nó không có kiếm ăn ở biển. Nó bay 150 cây số từ ở ngoài biển này lên trên Đà Lạt kiếm ăn trên đó, sau đó sẽ bay về đây và vào cái thời điểm nó làm tổ, nó sẽ tiết cái lượng nước bọt của nó ra, kết vào trong cái thành đá này và đẻ từ 2 đến 3 trứng vào trong đó. Khi con non lớn lên đủ lông đủ cánh và biết bay, con chim mẹ sẽ bỏ tổ yến đi đó đi, và người dân sẽ đan những cái sào tre lên đó thu hoạch tổ yến đó chính là 2 tháng, và tháng 4 và tháng 8 trong năm. Thì yến sào dân biết công dụng của nó rồi, công dụng của yến sào rất là tốt cho sức khỏe luôn. Có phụ nữ thì nó có 2 chất vô cùng đặc biệt, đó chính là collagen và elastin, giúp hỗ trợ chống lão hóa da, đó là chất của nó. Và đối đàn ông thì nó hồi phục sức khỏe sau khi bệnh dậy rất là nhanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thành cần có tầm với hơn 500 hộ dân sinh sống, chủ yếu bằng đánh bắt xe bờ và bằng bờ. Hiện nước này thì vô cùng khó khăn luôn, nước họ phải chuyển lên cho bắt tiền về. Hiện thì nhà nước hỗ trợ một mấy chỗ rất là lớn, hàng tháng đi lại về đóng tiền điện giống như là cho bắt liền, nhưng nó chạy bằng dầu cho nên là mắc hơn. Đặc biệt ở đây thì họ nuôi rất là nhiều lồng bè hải sản ở đây ạ. Nên ở đây được gọi là khu vực này gọi là khu vực Bích Tân, bởi vì từ cao nhìn xuống màu nước ở đây có một màu. Rồi sát vô bây giờ nó bay giờ, cảm ơn vậy. À mình để lại áo phao cho người ta ha. Mình để góc này nè, cảm ơn anh Việt. Robinson ha cả nhà ha. À, theo anh hướng dẫn viên nói, à, trước mặt mình là đảo Bích Đầm, khu vực Bích Đầm. Ngồi ăn cơm hả em? Dạ. À, ngồi ăn cơm. Dạ. Yeah. Hello honey. Ở đây rồi đấy chứ mấy. Oh no.